Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Tắt Auto vấn Manual. Như các bạn biết thì trong studio thì đa phần là chúng ta chụp với chế độ Manual. Và việc kiểm soát ánh sáng thì chỉ xoay quanh 4 yếu tố là khẩu, tốc, ISO và công suất đèn. Tuy nhiên khi mới tìm hiểu về nhiếp ảnh thì có một thông số phơi sáng mà lại gây không ít thắc mắc cho nhiều người. Đấy chính là EV. Ok, hôm nay chúng ta cùng làm rõ khái niệm EV, hay còn gọi cách khác đấy chính là đơn vị bù trừ sáng. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. EV là gì? Trong nhiếp ảnh, EV là viết tắt của Exposure Value, tức là giá trị phơi sáng. Một EV thì sẽ có giá trị ánh sáng đúng bằng một f-stop, tức là khi bạn mở khẩu ra một stop này, hay là khi giảm tốc xuống một nửa, hay là khi tăng ISO lên gấp đôi thì ảnh của bạn sẽ sáng lên một EV. Vậy f-stop và EV có giá trị giống nhau, vậy tại sao người ta không dùng chung một thuật ngữ thôi mà lại phải sinh ra thêm một cái nữa để làm gì? F-stop và EV có giá trị giống nhau nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. F-stop dùng khi chúng ta muốn đo đếm lượng sáng trong ảnh, tức là khi làm việc thủ công với khẩu tốc ISO, chúng ta hay nói với nhau là tăng sáng lên một stop hoặc là giảm sáng đi một stop, thì tức là chúng ta đang muốn điều chỉnh cái lượng sáng trong ảnh bằng việc là can thiệp vào các thông số trong tam giác phơi sáng. Còn EV lại được sử dụng trong các chế độ tự động hoặc là bán tự động với mục đích là để bù thêm hoặc là giảm bớt cái lượng ánh sáng mà máy ảnh đã tính toán. Vậy tại sao phải bù trừ sáng trong khi với chế độ tự động thì máy ảnh đã có thể lo được gần hết mọi thứ rồi? Như trước đây mình có chia sẻ trong một clip, đấy là máy ảnh nó chỉ là một cái máy thôi và đương nhiên là cũng sẽ có lúc nó gặp sai lầm. Ví dụ cụ thể nhất đấy là khi chúng ta chụp một cái bối cảnh có nhiều tông màu sáng, như là chụp ngoài bãi biển này hoặc là chụp ngoài trời có tuyết này, thì phần lớn là máy ảnh nó sẽ giảm sáng xuống, tại vì nó nghĩ là như vậy thì sẽ hạn chế được cái hiện tượng cháy sáng và ánh sáng như vậy thì mới là vừa. Ngay lúc đó thì chúng ta bấm nút chụp thì đương nhiên là chúng ta sẽ thu về một cái bức ảnh thiếu sáng hơn so với thực tế. Và chính trong những trường hợp như vậy thì người ta mới cần phải bù trừ sáng để đạt được một cái độ phơi sáng đúng với ý đồ chụp. Và khi bù trừ sáng như vậy thì đơn vị của ánh sáng sẽ không phải là f-stop nữa mà sẽ là EV. Vậy ngoài cái cách sử dụng khác nhau thì f-stop và EV có điểm gì khác nhau nữa không? Đấy chính là cách vận hành. F-stop thì sẽ là khẩu tốc ISO chúng ta tùy ý điều chỉnh rồi, còn EV lại là công việc của máy ảnh. Khi chúng ta nói đến việc tăng giảm EV thì tức là chúng ta chỉ cần quan tâm đến lượng sáng tăng lên hoặc là giảm đi thôi. Và khi đó thì chúng ta sẽ phó mặc cái tam giác phơi sáng cho máy ảnh, tức là máy ảnh sẽ tự động điều chỉnh khẩu tốc ISO, nhưng sẽ là 1 trong 3, 2 trong 3 hoặc là cả 3 tùy vào chế độ chụp. Ví dụ như với chế độ full tự động thì máy ảnh sẽ tự động điều chỉnh cả 3 thông số. Còn với những chế độ bán tự động như là ưu tiên khẩu độ chẳng hạn thì chúng ta sẽ fix khẩu độ và máy ảnh sẽ tự động chọn tốc độ và cũng có thể là cả ISO nữa nếu chúng ta để ISO về auto. Vậy điều chỉnh EV trên máy ảnh ở đâu? Bạn hãy tìm cái vòng bù sáng có các vạch là -2, -1, 0 và -1, -2. Với máy Canon thì sẽ chính là cái bánh xe ở phía sau. Còn với máy Nikon thì bạn sẽ phải giữ thêm một cái nút EV và lăn cái bánh xe ở ngón cái. Khi đó thì bạn sẽ thấy là cái thước đo sáng nó sẽ nhảy theo các mức nhỏ là 1/2 hoặc là 1/3 EV. Mình sẽ phải lưu ý các bạn một chút, đấy là thước đo sáng lúc này thì nó không còn cái tác dụng là minh họa độ sáng như khi chúng ta chụp ở chế độ manual nữa, mà nó chỉ có giúp chúng ta đúng một điều thôi, đấy chính là khi nhìn vào chúng ta biết là đang tăng hoặc là giảm bao nhiêu EV. Vì sự thật là máy ảnh sẽ luôn xét cái độ sáng mà nó đang tính toán về cái mức EV bằng 0 mỗi khi chúng ta chụp tự động hoặc là bán tự động. Bù trừ sáng EV thì cũng sẽ xuất hiện trên những chiếc đèn flash có hỗ trợ TTL. Thì TTL là cái công nghệ mà đèn tự động chọn công suất đánh phù hợp dựa vào thông tin thu nhận từ máy ảnh. Khi chúng ta điều chỉnh EV ở trên đèn thì tức là chúng ta đang tăng hoặc giảm cái lượng sáng mà đèn chuẩn bị đánh ra. Nếu bạn hay dùng TTL khi đi chụp sự kiện hoặc là chụp phóng sự thì hãy nhớ là để mắt đến EV. Tại vì với TTL thì vẫn sẽ có những trường hợp mà đèn sẽ đánh ra lượng sáng nhiều hơn hoặc là ít hơn một chút so với mức cần thiết. Và vừa rồi là mình đã giới thiệu với các bạn về bù trừ sáng EV. Theo kinh nghiệm của bản thân mình là một người dùng chế độ bán tự động khá là nhiều, thì khi vào những cái môi trường thiếu sáng thì mình sẽ phải chuẩn bị tâm lý là rất có thể sẽ phải giảm EV xuống. Còn ngược lại, khi vào những cái môi trường nhiều ánh sáng thì rất có thể là sẽ phải tăng EV lên để đạt được một cái độ sáng phù hợp. Để làm chủ được kỹ thuật này thì hoàn toàn là không dễ khi bạn phải cực kỳ hiểu về các chế độ đo sáng. Nếu bạn chưa biết thì hãy xem lại ngay clip mà trước đây mình đã từng làm về đo sáng nhé. Vậy thôi, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.